biết chồng của Quỳnh Giang á, nó chia tay nó từ như nào không? Thì nó mới cưới tháng sau nó chết rồi chứ. Cái này không? Nghe nó hả? Nó phải nào hả? Con thì nó hỏi là ngày thì nó phải đau được cái thách đó. Nhưng mà nó hỏi này là bắt đầu là sai được chi thì đó là xin nào, xin somebody else thì khi nào nó một tháng sau khi hai đứa nó cưới. Dạ mà Dạ, đàn này thì nào ở 24, con nhỏ này có ai nữa đó. Mà con này cũng flirty với thằng này. Nhưng mà thôi, em nói thiệt nha. Something wrong with him. Tại thấy chơi.